Xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong hôm nay thì bên em vừa về được một chiếc Toyota Vios bản EMT, cái bản số sàn duy nhất của Vios, màu bạc, màu 1D6. Thì nhiều anh chị cũng có hỏi em là chưa nhìn thực tế cái màu bạc của Vios bao giờ. Thì màu vàng cát này, màu trắng, màu đen, màu đỏ thì anh chị gặp khá nhiều ngoài đường rồi, nhưng mà tuy nhiên là cái màu bạc này thì cũng ít gặp, nên là hôm nay em vừa về được một chiếc thì em sẽ quay cận cảnh cho anh chị. Thì cái ngoại thất của cái, nếu là cũng là Vios thì màu 1D6 của cả ba phiên bản đều như nhau. Nếu mà chị xem tham khảo màu này được thì có thể là hai cái bản còn lại thì màu cũng như thế này thôi. Nó khác nhau một chút về cái mặt ca lăng này, về đèn. Đây thì thứ nhất là em sẽ quay cho anh chị về cái màu xung quanh xe cụ thể của màu 1D6 này, và cũng cập nhật cho anh chị về cái tình hình xe hiện tại. Vios năm 2022 ở thời điểm này thì trong thời điểm tháng 8, tháng 9 này thì có 3 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản G là phiên bản cao cấp nhất, cũng là phiên bản thông dụng nhất, có giá niêm yết là 592 triệu. Bản thứ hai là bản E số tự động, có giá niêm yết là 542 triệu. Và phiên bản trước mắt chúng ta đây thì là phiên bản 489 triệu, màu bạc. Thì nếu anh chị có muốn xem con này và lấy màu này để mua để chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ, em quay cận cảnh cho anh chị. Thứ nhất là cái bản này và cả ba phiên bản, từ bản số sàn đến bản số tự động cao cấp, thì đều được trang bị những cái gói trang bị cơ bản. Ví dụ như là có được trang bị cam lùi chỗ này, màn hình, rồi la răng phay xước, là trang bị tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản. Còn về nội thất của sự khác biệt giữa bản số sàn này và với hai phiên bản kia, là nội thất của phiên bản số sàn là sẽ được là nội thất màu đen anh chị ạ, từ tablo, tabli cho đến ghế da đều là màu đen, đằng kia ghế đằng sau đấy đều là màu đen hết ạ. Còn về để so sánh bản số sàn với các bản số tự động, hiện tại là 489 triệu và 542 triệu. Hai phiên bản cho nhau là 43 triệu. Thì nó khác nhau những gì? Thứ nhất là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Và thứ hai là đèn này mình vẫn sử dụng là đèn halogen thôi. Và cái thứ ba tiếp theo là cái vô lăng này, anh chị thấy là không có cái nút nào trên vô lăng cả, không tăng giảm âm lượng. Rồi cái mặt màn hình cũng khác. Ngoài ra thì như em cũng giới thiệu vừa rồi là nội thất của phiên bản số sàn này sẽ là màu đen, còn phiên bản tự động sẽ là màu be ạ. Thì cái này là cũng có lợi ưu và nhược điểm riêng khác nhau. Nếu mà anh em là muốn mua xe này chạy gia đình chẳng hạn, thì muốn nó là cái màu be cho nó sáng, màu kem cho nó sáng. Còn nhiều anh chị là muốn chạy dịch vụ thì là lại mua số tự động. Hiện tại thì cái nhu cầu dùng số tự động là khá cao, kể cả chạy dịch vụ cũng một số tự động, nhưng mà lại muốn cái nội thất màu đen này thì nó lại không có. Nhưng mà thế nên là mỗi cái nó có một ưu nhược điểm khác nhau. Dùng màu đen này nó sẽ sạch hơn và vệ sinh sẽ dễ hơn rất nhiều, đặc biệt khi mình chạy dịch vụ. Còn để em bán sừng cho anh chị một chiếc xe Vios bản E số sàn, hiện tại thì ra ngoài đường nó sẽ lăn bánh khoảng bao nhiêu tiền? Thứ nhất thì giá xe là 489 triệu, hiện tại em tính giảm cho anh chị là 20 triệu tiền mặt, cộng với tiền thuế đăng ký đăng kiểm 48 triệu 900, thì tổng thành khi ra biển chưa bao gồm bảo hiểm thì sẽ khoảng tầm 520 triệu cho biển Bắc Ninh. Còn tùy thuộc vào nhu cầu anh chị muốn lấy, để em tính theo cái tối ưu về tài chính. Nếu anh chị muốn có nhiều phụ kiện để dùng hơn, có nhiều bảo hiểm để dùng hơn, thì cái chi phí nó sẽ cao hơn, nó tùy theo cái nhu cầu của mình ấy. Còn để trả góp thì với cái phiên bản hiện tại thì anh chị cần khoảng tầm 160 triệu là có thể là lăn bánh trên ra ngoài đường rồi. Như nhận xét của nhiều anh em chạy dịch vụ thì Vios số sàn vẫn là cái dòng xe mà số sàn mà nó có cái công năng sử dụng, cũng như là đặc biệt là nếu mà anh chị thích lái thì cái côn của bản Vios này nó hiệu quả hơn rất nhiều so với những cái xe số sàn khác trên thị trường.
Đây sẽ quay một chút về, về một đầu cụ thể hơn. Đây vẫn có là đèn, đèn này thì vẫn là đèn halogen phản xạ đa hướng thôi, vì nó thua với cả hai phiên bản kia. Vẫn có đèn sương mù này, mặt ca lăng thì là sơn nhám. Tổng thể phần đầu xe để màu bạc 1D6. Thực ra thì nếu mà anh chị nhìn qua qua bên ngoài này thì bản này và bản E số tự động nó cũng không khác nhau nhiều. Vâng, và tiện thể đây thì khi làm video clip này thì cũng là thời điểm của Vios 2023 ở thị trường Thái Lan ra mắt ấy. Thì em cũng xin phép là đính chính một vài thông tin. Thứ nhất là cái phiên bản Vios 2023 là ra mắt ở tại thị trường Thái Lan và chưa có thông tin chính thức là khi nào sẽ về Việt Nam, cũng như là cái về giá này, cũng như là về cái option chi tiết khi về Việt Nam hay là về lúc nào xe về thì nó cũng chưa có thông tin chính thức từ hãng. Tuy nhiên là theo báo chí truyền thông thì dự đoán, thứ nhất là cái phiên bản cao cấp nhất của Vios ở thị trường Thái Lan thì có giá thấp hơn so với City ở phiên bản thị trường Thái Lan, cũng là phiên bản cao nhất, nên theo dự đoán là khi mà về Việt Nam ấy, có thể là có thể thôi nhá, theo em đọc theo báo chí thôi, thì còn hãng thì chưa có thông tin chính thức, là có thể trong 2023. Và giá của phiên bản cao nhất với Vios 2023 có thể là dưới 600 triệu. Đấy là em xin phép là cập nhật một vài thông tin như vậy. Và trong khuôn khổ video nhanh này, em xin phép là giới thiệu qua cho anh chị và cập nhật cho anh chị một chút thông tin về xe, cũng như về tình hình xe. Thì anh chị nào cần hỗ trợ thêm gì về xe, về trả góp, về cụ thể lãi suất, về chi tiết lăn bánh, về phụ kiện bảo hiểm thì có thể là inbox giúp em vào số hotline hay để trên màn hình. Xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.